khoảng 80% luôn á. Đúng không? Vậy là dở tay rồi. Thì nó không có bị sái chân. Rồi. Giờ tới chiêu cuối cùng ha, xoay chân. Đầu tiên anh chị cứ dây ở ngay cái chỗ hai cái hai đồng tiền á. Đó. Rồi sau đó khóa lại đó, nhị môn 1 nó sẽ tác động vào phần lưng dưới. Sau khi khóa rồi thì anh chị dùng cái dùng cái độ ấn huyệt, chúng ta dây ngay gì? Giữa mông, giữa khoeo và hai bên đùi. Dây qua dây lại. Ngay kheo á. Đúng rồi. Dây kheo anh dùng cái đầu to á, ngay dùng cái đầu to, đừng dùng đầu nhỏ. Đúng rồi, dây qua dây lại. Nhẹ thôi. Rồi. Phỏng vấn chị chút xíu coi. Rồi. Sau khi mà làm hết tất cả các động tác bây giờ chị thấy sao? Đã nãy được 20%. Mà từ 20% lên được 60-70% á. Rồi giờ chị thử lùi lùi ra góc coi. Giảm được 60-70% là dữ rồi đó. Rồi giờ chị thử cúi xuống coi. Cúi xuống hết cỡ coi coi chạm được tới đâu. Chạm được tới ngón luôn không? Rồi. Chưa tới đây. Tới đó à hả? Rồi thì giờ đỡ hơn lúc ban đầu và mới nãy nhiều ha. Rồi ban đầu thì chị đi rất là chậm, còn bây giờ chị đi thấy sao? Mọi người thử tránh một con đường ra coi. Chị thử chạy coi, vượt chướng ngại vật luôn cho tôi coi. Đó, nhảy tưng tưng luôn coi. Đó. Ngon lành, rồi chạy tới luôn chị. Rồi lớp cho chị chàng pháo tay coi. Trời ơi mới nãy quá. Mới đi từng bước một và bây giờ mới vượt chướng ngại vật lần nữa coi. Thử coi là... cái thần kinh tọa nó sao rồi. Rồi bây giờ cái thần kinh tọa nó hết rồi mà dưới chân hả? Thử hoài luôn, đỡ nhiều là ha. Đó bây giờ chạy hoài luôn. Rồi ra ôm hôn thấm thiết cái người làm coi. Không, này đang quay trực tiếp đó. Chạy được gì chị thấy sao? Nằm ra ngoài đi, chờ nằm ra ngoài này đi để cho nó trống trống. Ôi rồi ơi, làm gì mà cắt chung cái xác nhau quá vậy? Nằm ở biển này lúc nào? Bây giờ từ từ thấm là đỡ nhiều nhiều rồi. Dạ. Nhiều luôn hả? À. Nhiều nhiều rồi. Hồi nãy mới làm nên thì ít, bây giờ đỡ nhiều lắm rồi. Rồi mới nãy được có 60, bây giờ đỡ nhiều rồi. Tôi nhớ lúc ban đầu vô là chị đi từng bước một. Tôi cũng mừng lắm. Dạ. Trời ơi, ra quá trời đau luôn. Khi nó bị tổn thương là một vài tháng như trên. Khoái quá đi hoài. Cho nên là phải giữ lúc mà những cái động tác mà chúng ta làm khi mà nằm mà lâu á, cái nó đau dữ lắm, ngồi dậy không nổi luôn, là bị giật khớp, tao ngồi dậy mà nó phải mà ngồi sai thì thấy cái là nó nhói luôn. Cái đó dễ lắm, lát nữa tôi sẽ hướng dẫn cho cái phần trường đá nữa. Về trường đá trong vòng có 1 tháng là có kết quả. Ngay tập tức là tối nay chị trường thôi là sáng mai dậy không còn cái hiện tượng đó nữa. À, mình làm cái này mỗi ngày xong cộng thêm cái trường đá nữa nha. Rồi, còn hai người nữa hả? Hai người làm luôn chứ hả chú? Ok. Rồi làm luôn, làm luôn, nằm xuống nằm luôn. Rồi. Cô, sau khi mà được hai cô bé này chăm sóc rồi giờ cô thấy sao? Dễ chịu. Dễ chịu cái lưng sao? Đang chữa đau lưng bây giờ lưng sao? Mình cảm thấy nó dễ chịu. À lưng là dễ chịu rồi hả? À, là cô là bị cứ rêm rêm cái lưng đúng không? Đó bây giờ lưng sao rồi? Mình đứng lại mình không có phải bị đi như vậy nè. À vậy hả? Rồi
Cô thử đi xuống dưới cuối lớp rồi quay lại coi. Rồi không có còn đi còng còng người nữa ha. Thẳng người rồi hả? Rồi trong khi đó là hai cô bé này là bữa nay là lần đầu tiên đến đúng không? Rồi. Đó không? Chứ không phải là học lâu lát thì mới vừa học tức thì luôn, học là áp dụng luôn. Rồi còn hai người nữa. Rồi hai người nữa lên đây làm rồi, lên giữa. Không. Chị thấy sao? Chị làm xong rồi thấy sao? Anh lên làm mình. Nó vừa đỡ lưng mà vừa nhẹ chân. Vừa đỡ lưng mà vừa nhẹ chân luôn. Mà ai làm cho chị? Hả? Thần y nào đây chị? Đây là ông xã. À dạ. À, anh là bữa nay là lần đầu tới đây hay sao anh? Rồi. À mà anh làm cho chị mà thấy đỡ rồi anh có cảm giác sao? Cảm thấy vui vẻ. Rồi, cảm ơn anh. Chị đỡ được khoảng bao nhiêu phần trăm rồi? 60 rồi. 60 rồi ha. Rồi ngon lành. Còn anh mới được làm xong anh thấy sao? Cái lưng sao rồi? Thoải mái cái lưng. Anh đều có đau lưng mà anh cứ rêm rêm hoài đúng không? Rồi chúng ta còn đợi hai trường hợp cuối cùng làm xong nữa. Anh đó là anh bị đau các bạn. Anh đó là bị đau khúc háng. Thả lỏng ra chân ra. Anh gồng chân á, nhìn là biết. Anh thả lỏng chân ra. Ra là nó đau, nó rãy vô ra kịp á. Đúng rồi. Này, từ từ thôi. Ồ, chi rồi. Ông bị cứng cái khớp háng. Đúng rồi, ra là cứng không? Được. Rồi. Đó. Đỡ cái chân nhắn gân này ra hàng chi. Dạ. Nó cứng nhắc, bảy lâu qua được, nó cứng nhắn này. Rồi. Được không? Đầu đó thấy không? Đó. Thì vậy thôi. Chứ cần gì phải làm nhiều. Ôi giời ơi, ông đòi muốn mở cái chân của người ta chết rồi. Không phải, vì tôi đang ở đây nó cứng. Cứng thì nó thì chỉ có tới đây là được rồi. Được. Ông muốn người dẹt hát người ta ra. Thì nó sẽ được rồi. Rồi. Mười cái đi không? Mười cái. Chân bắt đầu dẻo rồi đó. Thôi, chậm thôi. Ông làm gì cho đây chứ là đi. Đó, hỏi coi bệnh nhân thấy sao? Chú thấy sao rồi? Lấy cái đầu gối của mình đè vô cái chân của người ta. Chú thấy sao rồi? Không. Cái bên này ngoài. Thấy sao? Cái này cũng có kê thôi. Đỡ hả? Để cho nó đừng có chạch ra. Hép vô, đúng rồi. Đúng rồi. Từ từ vô. Đúng rồi. Nhẹ nhàng. Rồi.
đúng rồi, ép sát gối. Rồi, giờ chờ ảnh thử đứng lên này, lấy khóa nhị môn cho. Rồi. Qua bên, đừng có đừng đứng như vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, từ từ đứng lên. Cứ đòi ông cứ lên như thế xong. Rồi, bây giờ thấy cái chân sao rồi? Nó cũng bớt. Nó cũng bớt ha. À, anh này hồi đó bị tai biến cho nên là khó nói một chút. Không sao. Nhưng mà cái phần đó còn thấy sao rồi? Khúc ngồi. Cái này phải tốn 10 triệu á. À. Cái này, cái này anh có người nhà để đi học không? Tại cái này phải làm mỗi ngày đó. Không có ha. Nhưng mà bây giờ anh thử coi cái phần cái lưng á, quan trọng là cái phần lưng sao rồi. Ok, tại vì từ nãy giờ làm cái bài lưng chứ không phải bài háng. Rồi, xong rồi chờ tí xíu đi. Lưng đỡ được bao nhiêu phần trăm? Đó để cho cục không xẹp lại. Đỡ. Năm á. Năm, năm phần trăm. Ok. Hơn luôn hả? Ông phải đi học cảm sát đi để ông phải tiếp vào cho ông giảm cân. Nó giúp giống như là có người cọp cái bụng lại giống như sườn ăn mà ngoài đây là nó dòng giúp ngược lại cái bụng ăn mà rõ ràng luôn đó, chính là cái sợi đó, hai cái biến cười rồi làm xong thấy sao rồi ngồi chỗ giờ đau quá qua dưới nó đau ở trên thì nó đau giúp lên trên kẻo nó đau nó giúp ngay cái bụng đái mình đó cái điền mình đó giống như sự ra nó rút lên giống như chạy ngang vô rồi giống như như lịch mình rút ngang lại luôn đúng là rõ ràng luôn cái sợi đó như mình nói cái đó như mình nói ban đầu á là do cái bụng mình nó kéo hai cái sợi đó mà nó kéo lâu ngày quá lúc nào mình cũng thấy đau nhất cái phần ngang thắt lưng á nhưng mà đó là có cái sợi gân lớn nó vòng qua đây nè rác chút xíu nữa lại chúng mới bấm cái đồ cũng giúp ngang liền luôn anh định bấm không vô mà ông kêu vô có hai cái bụng nó giúp ngang liền liền thấy người liền luôn rồi thử đứng dậy coi rồi ờ bụng đứng dậy rồi cái lưng sao rồi đỡ rồi khoảng 80% luôn á. Ồ ngon vậy đã vỡ tay rồi. Không nói thiệt chú bộ, tại chú vừa bấm vô cái nó chạy nghe rõ ràng luôn á. Hai bên nó rút ngang cho cho cái bụng nhỏ lại. Giống như là có người mà thắt cái họng cái bụng mình lại rút ngang nó điếng người luôn, phải giỡn không? Cái đó là sự thật á. Mà bây giờ là cái lưng bây giờ 80% luôn, nãy là chỉ có 20-30 mà bây giờ là cái lưng là 80% luôn á. Ngon cái này là tính giờ gần 20 năm rồi nó nói thiệt. Ồ. Chứ không phải nó đơn giản đâu. Gần 20 năm rồi đó. Phải lúc 20 mấy tuổi á. Nó rút cái bụng mỏng lại á. Ông phải làm sao cho cái bụng nhỏ lại là mở đã không hết luôn. Vì sao ông uống chân đau quá trời luôn. Cứ ngày nào uống chân đau không mà. Ông uống là chịu nổi, nó đau chịu nổi. Sáng ngồi vậy là đi không nổi. Cứ ngày nào uống hai cử. Cũng làm cái tôi điếng người cũng còn giận. Ông này ông bấm thì không vô, ông đưa quyền vô cũng vô mà ông lại bấm vô hai cái là nó vô, nó giúp hai cái, giúp bên này cái cũng điếng từ giờ thì điếng như cái này này. Rồi, ok, cái giả từ 80% điếng cũng được. Tại vì anh coi trên mạng á, nghiên cứu nhiều lắm. Ở bên Mỹ có cái ông đó là ông thầy Phước Lý á, ông cũng có trị bệnh về bên này mỏng túc bên Mỹ. Rồi bắt đầu nghiên cứu bên đây, bên mạng đây em thấy là nhiều người trị bệnh mới biết. Tại vì mình chưa đi tới, mình chưa biết, nói thiệt. Mình thấy cái mạng mình chỉ coi thôi, thực tế mình nói nhưng mà mình không có biết người ta làm sao thôi. Nhưng mà tới đây giờ làm mới thấy được là cái hiện diện của nó.
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.